Em này cũng là con của tía Múp. Gà cũng như em số 1. Gà được hơn 3 tháng. Gáy tê tê à? Dáng nó cũng giống con bố tía Múp. Đây, mã bắt đầu bắn. Bắn từ trên sát cổ bắn xuống. Em này thì em ăn nhiều hơn. Đợt này em cũng nắng nên là em cũng chăm nắng nên là cũng bổ sung nhiều chất ấy. Nên là cũng trông lớn. Cùng đàn mà hơn em kia 30 gram.